Trong bản dạng kết luận điều tra vụ án liên quan đến yêu quý vụ Mobifone, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can với 3 nhóm tội danh khác nhau. Tài liệu cũng cho thấy đây là một trong những vụ án xưa nay hiếm trong lịch sử tố tụng. Không chỉ vì các bị can từng giữ những địa điểm cấp cao của các bộ ngành mà còn bởi hàng loạt con số về tiền bạc khiến người nghe không khỏi giật mình. Cầm hơn 6 triệu đô la Mỹ đi hối lộ. Không chỉ mạnh tay với ông Son, ông Vũ cũng chi tới 2,5 triệu đô la Mỹ cho ông Lê Nam Trà sau khi 95% cổ phần của A được bán cho Mobifone. Đánh giá bước về vụ án, ủy viên Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đức Sáu, nguyên chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận, việc bị can thừa nhận đã nhận hối lộ tới 3 triệu đô la Mỹ thì đến hiện thời mới thấy, xưa nay không có việc này. Thượng tướng Lê Quý Dương, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng cho biết trong vụ án, lực lượng điều tra hết sức nỗ lực mới tra ra được. Vì bao quanh chuyện đưa tiền nông này chỉ có người đưa, người nhận. Chỉ anh biết, tôi biết, trời biết, đất biết, ngoài ra không ai biết cả nên rất khó. Cũng phải nói là các đối tượng rất thành khẩn, nếu không sẽ rất khó. Hậu quả của việc mua bằng được cổ phần Nga đã dẫn tới thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng theo lý lẽ tài sản. Thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng. Kết luận điều tra khẳng định Mobifone sử dụng thành tựu thẩm định giá bước trị E tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2015 do AMAT thực hiện theo lý lẽ tài sản hơn 16.500 tỷ đồng để hội đàm giá bước mua cổ phần là không có cơ sở và trái pháp luật. Hậu quả của việc mua bằng được cổ phần Nga đã dẫn tới thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng tính theo lý lẽ tài sản. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 3 năm 2018, Mobifone và các cổ đông chuyển nhượng cổ phần Nga đã ký thỏa thuận nguyên tắc về việc hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng. Do vậy, đại diện cổ đông chuyển nhượng cổ phần Nga đã chuyển lại cho Mobifone hơn 8.700 tỷ đồng bao gồm hơn 8.400 tỷ đồng tiền gốc tương ứng với 95% cổ phần Nga và hơn 300 tỷ đồng tiền lãi, phung phí liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định việc hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng nói trên đã góp phần làm giảm tối đa thiệt hại cho nhà nước. Thu hồi gần 66 tỷ đồng. Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra thu hồi được một lượng lớn tài sản từ các bị can. Theo đó, các bị can và gia đình đã giao nộp tổng cộng gần 66 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát quản sở tế. Cụ thể, bị can Lê Nam Trà và gia đình nộp 54 tỷ đồng, bị can Cao Duy Hải và gia đình nộp 11,6 tỷ đồng, bị can Hoàng Duy Quang và gia đình nộp 54 triệu đồng, ông Tống Minh Tuấn nộp trả lại AMAT 100 triệu đồng, công ty AMAT nộp 240 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra kê biên nhà đất của vợ chồng ông Nguyễn Bắc Son tại phố Lý Nam Đế Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhà đất của vợ chồng ông Trương Minh Tuấn tại phường Ô Chợ Dừa Đống Đa, Hà Nội. Về phong tỏa tài khoản, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phong tỏa hai tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Bắc Son với tổng số dư gần 600 triệu đồng, hai tài khoản của ông Trương Minh Tuấn với tổng số dư hơn 2 tỷ đồng, hai tài khoản của ông Lê Nam Trà với tổng số dư hơn 1,7 tỷ đồng.